sau khi dâng hương tại khu di tích lịch sử Đền Hùng. Đoàn 75 kiều bào này ghé thăm đình Hùng Lô và trải nghiệm hát xoan. Trong không khí cổ kính trang nghiêm, những giai điệu ca từ xoan vang lên ngọt ngào, mang lại cho những người Việt xa xứ, những người con em Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nhiều cảm xúc sâu sắc. Đây là lần đầu tiên được ra Hà Nội và có dịp là ra thăm đền Hùng và nghe hát xoan thì cảm thấy là cái lịch sử của Việt Nam mình rất là lâu đời. Bản thân tôi cũng như là đồng bào người Việt Nam ở nước ngoài nói chung thì nên đến đây để được thăm và sau này là đời con cháu của mình nữa để đến đây thăm là để duy trì được cái văn hóa này và để truyền bá lại cho con cháu của mình. Là người con xa quê thì bao giờ cũng hướng về quê hương và trong lần này về quê hương để được tham gia các chương trình này quả thực rất là tuyệt vời và trái tim mình cảm thấy rất xúc động và rất hạnh phúc và đặc biệt là được nghe, được nếm cái chén rượu trong cái làn điệu mời rượu rồi lại được cùng với bà con để nhảy múa, để hát, để bắt cá thì vô cùng hạnh phúc và tôi cảm thấy là tuyệt vời. Chương trình hát xoan làng cổ đã được đưa vào khai thác phục vụ du khách từ năm 2013, trở thành điểm nhấn không thể thiếu mỗi dịp dỗ tổ Hùng Vương hàng năm. Chúng tôi cũng cố gắng tập luyện trong vòng 10 đến 15 ngày và chúng tôi cũng cố gắng những tiết mục đặc sắc nhất để chúng tôi trình diễn cho khách thập phương ở khắp nơi về dự lễ hội và giữ gìn được cái bản sắc dân tộc là hát xoan để khỏi phải mai một. Chương trình hát xoan làng cổ sẽ được duy trì biểu diễn thường xuyên, phục vụ du khách từ nay cho đến hết ngày 10 tháng 3 âm lịch với hai địa điểm chính là tại đình Hùng Lô, xã Hùng Lô và miếu Lãi Kèn, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì.